Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Formosa TV, hôm nay trong chương trình Sức khỏe với bác sĩ Nguyễn Huỳnh Trần từ tổ chức VietMD.net, chúng tôi sẽ nói tới câu chuyện về đau nhức. Nói về đau nhức thì có lẽ là từ bé tới lớn không ai có thể tránh được những cái chuyện đau nhức. Và trong điển tích của Tam Quốc Chí, chúng ta nghe tới một trường hợp đau nhức rất là ấn tượng, rất là điển hình. Đó là câu chuyện về ông Quan Vân Trường bị trúng tên độc mà được thần y Hoa Đà chữa bệnh bằng cách là mổ và cạo xương, không cần phải sử dụng thuốc gây mê. Bác sĩ Nguyễn Huỳnh Trần, bác sĩ có thể nhìn qua lăng kính của một nhà y khoa của thế kỷ 21, nhìn về cái trường hợp ông Quan Vân Trường này như thế nào? Cảm ơn anh. Thật sự tôi cũng là một cái fan của Tam Quốc Chí. Thành ra chắc quý vị nào còn nhớ trong trận đánh Phan Thành, thì lúc đó là Quan Vân Trường, anh hay còn gọi là Quan Vũ, trúng tên độc của Tào Nhân. Thì cái mũi tên độc đó đi sâu vào da và nó thành mũ, tiếng Việt mình gọi là áp xe mũ. Thì trong lúc đó thần y Hoa Đà được gọi tới và ông đề nghị là bây giờ chỉ có cách cứu là sẽ cột Quan Vân Trường lại, tại vì rất là đau, để mổ ra. Thì tôi đồng ý với cách chữa trị đó, tại vì ngày hôm nay chữa trị áp xe mũ thật sự là đầu tiên nhất là phải lấy cái mũ ra, nó gọi là INDs, là incision and drainage. Thì bất kỳ cái vết thương nào mà nó có mũ mình phải mổ ra để lấy. Nhưng mà cái thời đó không có cái cách nào khác để gây tê gây mê trừ cái chuyện mà cột cái người bệnh nhân lại hay sao thưa bác sĩ? Tôi đoán là vậy anh, tại vì tôi không có nghe nói là có cái chất gây tê hay gây mê nào ở cái thời điểm đó. Ngày hôm nay nếu quý vị nào làm như vậy, tôi bảo đảm quý vị bị kiện. Tại vì bên Mỹ này mà mổ kiểu đó mà bệnh nhân còn tỉnh như vậy là tôi bảo đảm là bằng hành nghề sẽ bị kéo trong ngày hôm sau thôi. Bác sĩ tiếp tục câu chuyện của ông Quan Vân Trường bị cột tay. Thì lúc đó Quan Vân Trường nói với Hoa Đà là mà không có cần như vậy, tôi không có cần phải làm như vậy. Và lúc đó là ông mời Mã Lương và hai người ngồi đánh cờ, và ông chỉ cần đánh cờ, uống rượu và để tay như thế này. Trong lúc đó là thần y Hoa Đà rạch ra, mổ ra và để mũ và máu chảy ra ngoài, và mổ tới xương luôn á, tại vì ổng cạo tới xương, cạo nghe cọt cọt vậy, và cạo tới xương. Và tới khi xong rồi thì mới lấy hết những vết mũ ra băng lại. Cái câu chuyện của tôi lúc đó, tôi chỉ nhìn lúc đó là chưa là bác sĩ, thành ra tôi chỉ thấy là wow, Quan Vân Trường chịu đau giỏi thiệt. Thật sự rất là ấn tượng về cái khả năng chịu đau của Quan Vân Trường vào thời đó. Như vậy thì làm sao mà ông ấy có thể chịu đau được như vậy với không có thuốc mê, thuốc tê mà chỉ cần đánh cờ và uống rượu? Phải chăng là có một cái bí quyết nào đó mà có thể áp dụng trong thời buổi ngày hôm nay? Thật ra ngày hôm nay khi mà y khoa phát triển thì cách nhìn về đau chúng ta hiểu khá hơn, không có hiểu toàn diện. Nhưng mà để nói về đau là như thế này anh Lân. Khoan, bác sĩ hãy nói và là theo bác sĩ phân tích đó, tại sao là ông Quan Vân Trường ông có thể qua được cơn đau mổ như thế? Tôi nghĩ lúc đó là tại vì Quan Vân Trường có thể tập trung được và chuyển cái vùng đau thành một cái vùng, hoặc là lúc mà ông tập trung uống rượu thì giữa đau và sung sướng nó có cái sự gần với nhau. Và tôi nói tí xíu về sau này, nhưng mà có thể bằng cách đó mà ngài có thể vượt qua được và chống được cái đó. Tại vì đối với người bình thường mà mổ mà không gây tê và gây mê và mổ lớn như vậy là phần lớn là người ta mất máu và người ta xỉu rồi, chứ chưa nói tới việc đau nữa. Thành ra là có lẽ là Quan Vân Trường là phải có một cái nghị lực thông thường, một gọi là phi thường, để có thể chuyển hóa cái vùng đau cho tới cái vùng sướng, và ông có thể tập trung đánh cờ được. Đó là câu chuyện của ông Quan Vân Trường của thời Tam Quốc Chí. Như bác sĩ Nguyễn Huỳnh Trần nói, nếu mà thời nay mà làm như thế có lẽ là sẽ có người bị kiện. Bây giờ chúng ta quay qua câu chuyện đau của thời nay. Thời nay thì đau theo y khoa của ngày nay thì đau là do những nguyên nhân như thế nào làm cho người ta đau thưa bác sĩ? Ngày nay thì y khoa tìm hiểu về đau biết nhiều hơn, nhưng mà chưa có một câu trả lời rõ ràng. Nhưng mà về cơ bản là trên cơ thể người chúng ta đều có những cái gọi là những cái chỗ nhận tín hiệu, gọi là receptor. Thì bất kỳ, ví dụ như anh đứt tay ở chỗ này đi, thì lập tức cái chỗ nhận tín hiệu đó nó sẽ báo một tín hiệu tới não, và chúng ta biết là chúng ta bị đứt tay và chúng ta bị đau. Nếu mà chúng ta thì một cái dạng đau đơn giản nhất là đau do chấn thương, là đứt tay, bị đụng, bị đánh hay bất kỳ cái nào. Chấn thương lên những cái phần mềm và cái vùng đó nơi nhận những tín hiệu đó, và nó sẽ báo ra những tín hiệu nó chạy về não và chúng ta đau.
Cái dạng đau thứ hai là đau không phải từ bên ngoài mà đau từ bên trong, mà thông thường nhất là đau do bị ung thư hoặc là những cái bệnh lý khác chèn ép lên. Nó cũng một cái dạng cũng chấn thương nhưng mà từ bên trong, và nó ép ví dụ như là ung thư mà khi di căn tới xương chẳng hạn, thì nó ép lên và tạo lên những cái tín hiệu đau đó, và những tín hiệu này tiếp tục gửi về não. Anh cứ tưởng tượng, quý vị cứ tưởng tượng bất kỳ những cái gì trên cơ thể mình đều gửi về thần kinh trung ương mà chúng ta nhận được và chúng ta biết là đau. Ví dụ đang ngồi, quý vị làm bất kỳ gì, tay quý vị cảm nhận sao, chân quý vị cảm nhận như thế nào, đều gửi về não. Và đau cũng như vậy. Một điều thú vị là bên trong tế bào não của chúng ta không có cái tế bào cảm giác đau. Thành ra nhiều khi chúng ta bị nhức đầu, cái câu hỏi thường xuyên nhất là như vậy có phải là bên trong não chúng ta có phải là đang đau không? Câu trả lời thật sự là không, tại vì không có cái tế bào cảm giác đau. Nhưng mà bên ngoài não thì có rất là nhiều tế bào cảm giác đau, và những cái mạch máu chung quanh não thì có rất là nhiều cảm giác đau. Thành ra phần lớn là những cái cơn đau về nhức đầu là thật sự liên quan tới mạch máu nhiều hơn. Như vậy không phải là đau ngay trên vùng đầu là chúng ta lo rằng là đó là não của chúng ta có vấn đề. Nói một cách khác, giống như là một cái hệ thống điện trong nhà của anh vậy. Khi mà mỗi cái vùng trong nhà của ta bên Mỹ nó có một cái cầu chì, đúng không anh Lân? Nếu như cái vùng điện đó nó cao hơn hoặc nó bị đứt đi thì nó sẽ cắt toàn bộ đó. Và chúng ta không biết là cái phòng tắm chúng ta bị hư hay là restroom bị hư hay là phòng ngủ bị hư. Chúng ta chỉ biết là cái đường dây nó bị cắt thôi. Cũng giống như là những dây thần kinh đau từ đây đi thẳng về đây, và nhiều khi nó đi ngang vùng tim nữa. Thành ra khi mà chúng ta nhận được cái cơn đau ở tai hoặc đau ở hàm, nhưng mà có thể là đau từ tim. Chắc anh còn nhớ một số quý vị ở đây khi mà bệnh lên cơn đau tim, một trong những câu hỏi mà chúng tôi hay hỏi quý vị là quý vị có bị đau cảm không, cái jaw pain, hoặc là có bị tê tay tê chân không? Tại vì cái dây thần kinh đau trên đường đi của nó có thể gần qua cái dây thần kinh chỗ cái vùng tim chúng ta. Thì trong trường hợp này là não chúng ta nhận được và không biết được là đau từ đây hay từ đây, thì nó báo hết là chúng ta cứ tưởng là đây. Anh thấy là nó phức tạp như vậy, nó không đơn giản giống như là đau đây mình chữa đây là nó hết. Nó là một cái hệ thống, những cái mạng, những cái network của những dây thần kinh với nhau. Và cho tới ngày hôm nay, y khoa hiện đại chỉ mới tìm hiểu được một phần và chưa có tìm hiểu hết chính thức là mọi thứ về đau như thế nào. Trong các cái loại đau mà nãy giờ bác sĩ miêu tả đó, thiếu một cái dạng đau này không biết là nó có liên quan tới vấn đề y khoa hay không. Người ta thường hay nghe nói là bị mắng chửi, bị mắng nhiếc đau, thì cái đau đó nó có liên quan tới y khoa hay không thưa bác sĩ? Thật sự có đó anh, đúng ra là có cái một cái dạng đó là đau mà bên yếu tố tâm lý. Là khi mà chúng ta nhận được, chúng ta có những cái stress, hoặc là chúng ta nhận được những cái tâm lý, hoặc là những giống như anh nói bị la, mắng, buồn hả, thì nó có thể chuyển thành đau. Và cái đau này nhiều khi nó chuyển thành đau nhức đầu hoặc là đau những vùng khác. Và chữa những cái đau này đòi hỏi người bác sĩ phải hiểu về tâm lý và tìm ra những cái chữa trị tâm lý trước khi mà chữa cái đau đó. Tại vì anh cũng hiểu là nếu mình chỉ chữa cái triệu chứng thôi, mình không chữa được cái nguồn, là người bệnh sẽ tiếp tục bị đau như vậy. Nói về chữa bệnh đau thì nó có rất là nhiều cách, từ chuyện uống thuốc cho tới chuyện làm therapy, làm chiropractor vân vân, rất nhiều thứ, kể cả châm cứu vân vân, rất nhiều. Hôm nay chúng ta sẽ chỉ nói liên quan tới những cái loại thuốc đau mà thôi. Để chữa đau, chữa các loại đau thì thuốc sử dụng để mà chữa các loại đau thì nó như thế nào, từ cấp độ thấp tới cấp độ cao thưa bác sĩ? Dạ đúng, cái đau, thuốc chữa đau rất là nhiều, và cái ngành công nghệ sản xuất thuốc chữa đau bên Mỹ này có thể nói là rất là nhiều tiền anh. Tại vì tôi bảo đảm trên đời này một lần ai cũng bị đau hết. Thành ra anh đi từ cấp độ thấp nhất cho tới cấp độ cao nhất. Thì thấp nhất là những cái thuốc chữa đau không cần to. Ví dụ như quý vị thấy quảng cáo trên TV hàng ngày, Motrin, Aleve, Tylenol, hay là còn gọi là acetaminophen, Motrin hay còn gọi là ibuprofen. Thì những cái thuốc này quý vị có thể mua không cần to. Cao hơn tí xíu nữa là những thuốc cần to. Ví dụ như là oxycodone, Percocet, những thuốc mà có cái to đặc trị của bác sĩ. Và giữa những cái đó là ví dụ như là những cái thuốc mà nó hơi nặng chút xíu và cũng hơi nhẹ chút xíu, như Ultram, những thuốc như vậy. Còn nặng hơn nữa là những thuốc giảm đau mà dùng IV đi qua đường nước biển. Và nặng hơn nữa là hỏi thuốc giảm đau mà dùng một cái pump. Anh có tưởng tượng được có một cái máy bơm mà gắn vô người mình, và mỗi khi mình đau mình bấm cái nó xịt ra cái thuốc giảm đau.
Và xa hơn nữa là thuốc hoặc là mình có thể dùng những cái việc cấy những dây điện, những dây thần kinh mà có dùng đau đó để mà truyền những cái tín hiệu để mà hủy cái tín hiệu đau của nó. Và dĩ nhiên nặng hơn nữa là gây mê hoặc là mổ. Thì tôi nói từ nhẹ lên tới rất là cao là như vậy. Được biết là có những loại thuốc đau mà sau khi uống một thời gian cái người bệnh nhân trở nên bị lạm thuốc, bị ghiền thuốc và trở nên là một cái người ghiền các loại thuốc giảm đau, dẫn tới qua là ghiền luôn cả những cái loại thuốc rớt mà không được hợp pháp sử dụng ở Hoa Kỳ nữa. Chính xác. Chắc anh Lân có biết là gần đây trên CNN bác sĩ Gupta có hình như có nói về một cái câu chuyện đó. Và trong y văn cũng có một rất là nhiều nghiên cứu cho thấy là những thuốc này họ opioid, tức là opioid. Thì quý vị nào ở đây cũng nghe cái từ heroin hoặc là cocaine, chắc nghe những từ này thường xuyên rồi. Nhưng mà quý vị chắc ít ai biết là heroin hoặc là cocaine là đều có bà con họ hàng với lại opioid hết. Có nghĩa là morphine, những cái thuốc giảm đau này nó đều gần giống như nhau hết. Anh có biết tại sao mà nó lại có giống như nhau không? Tại vì lý thuyết á, là người ta nghĩ rằng cái vùng nhận đau của mình, cái vùng cảm giác đau á, và cái vùng thần kinh sung sướng của mình á, nó gần nhau. Và trong một số trường hợp, cho một số người, hai cái đó nó sát với nhau như vậy nè. Thành ra khi mà anh chữa đau cho họ rồi á, thì họ hết đau rồi, thì cái thuốc đó lại kích thích làm cho họ thấy sướng. Giống như là họ bị nghiện heroin, nghiện hàng trắng vậy đó. Kết quả là sau khi họ không có đau nữa rồi, nhưng mà họ vẫn muốn đi tìm cái thuốc đó, họ đi mua thuốc ra ngoài thị trường để tiếp tục thỏa mãn cái cơn nghiện của mình. Và đó là một cái vấn đề rất là lớn với ngành y khoa bây giờ. Tại vì tôi thấy rất là nhiều bệnh nhân, cá nhân tôi cũng gặp những người như vậy, là khi mà cho họ uống những thuốc giảm đau mạnh như vậy rồi, sau một thời gian thì họ thành lờn thuốc, chẳng những lờn, họ còn bị nghiện luôn cái đó. Thành ra chữa đau thật sự rất là phức tạp. Và thậm chí tới bây giờ là chữa đau bây giờ là phải có một cái chuyên khoa riêng. Không biết là anh có biết không, bác sĩ chuyên khoa giảm đau và chuyên khoa chữa đau. Và nó đòi hỏi những cái bác sĩ này phải có một quá trình đào tạo đặc biệt so với những chuyên khoa thông thường, để cho anh thấy rằng cái việc chữa đau là cực kỳ phức tạp. Nó không đơn giản giống như là đau đây mình tắt cái, nó không đơn giản như vậy. Như vậy thì ở góc độ của người bệnh nhân, làm như thế nào để được chữa trị cái bệnh đau nhưng không đi vào cái con đường bị nghiện những cái loại thuốc đau, thưa bác sĩ? Đầu tiên nhất, mình chữa đau mình phải chữa ở cái nguyên nhân gốc của nó. Tôi nói ví dụ một số bệnh nhân bị đau lưng tại vì họ bị thoát vị địa điểm, hoặc là bị đau tai, bị đau những cái khác, thì mình phải tìm những cách, thứ nhất là coi có đúng không vậy, thứ hai là tập vật lý trị liệu hoặc là tập những cái biện pháp khác để mình giảm cái nguồn đau đó. Song song á, mình dùng thuốc giảm đau giống như một cái biện pháp tạm thời thôi. Quý vị nên nhớ, uống thuốc giảm đau lúc nào cũng là giải pháp tạm thời đó. Nó không bao giờ là giải pháp cả đời hết. Và nếu như ai đó mà muốn vì uống cả đời thì quý vị nên suy nghĩ lại tại sao là họ muốn như vậy. Ngoại trừ một số trường hợp như ung thư. Ung thư là một cái dạng đau đặc biệt, tại vì trong một số ung thư kỳ cuối, cái quan trọng nhất của chúng ta là kiểm soát đau để cho chất lượng cuộc sống của họ. Thành ra trong trường hợp đó, đối với tôi là ung thư là thuốc giảm đau tôi không bao giờ ngại hết. Nhưng mà đối với không phải là bệnh đau, không phải là ung thư, thì cái thuốc chữa giảm đau nó, mình phải nghĩ lúc nào nó cũng chỉ là tạm thời thôi. Thì mình phải tìm cái nguyên căn của nó, tại sao họ bị đau. Và nếu như vậy mình tập vật lý trị liệu. Hoặc nếu như mà tôi nói ví dụ thôi, một số quý vị ở đây bị đau lưng, nhưng mà tại vì họ nặng quá, họ tăng cân, trong một cái bài nói chuyện của mình rồi, cả 200-300 pound đặt lên chỉ có mấy cái đốt sống thôi, họ giảm cân phân nửa tự nhiên hết đau, lúc đó anh không cần phải uống thuốc nữa. Thì đó là cái lý cách mà mình chữa đau bây giờ là như vậy. Phải tìm cái nguyên nhân thực sự tại sao đau, cũng giống như cái lý do tâm lý tại sao họ bị như vậy. Tất cả những thuốc giảm đau là đều chỉ là tạm thời thôi, ngoại trừ ung thư. Chúng ta nói về thuốc giảm đau mà mua không cần to, thì thật sự rất là nhiều quý vị ở đây thắc mắc là khi nào thì uống Tylenol, khi nào thì uống Motrin. Tylenol hay còn gọi là acetaminophen. Thì cái câu trả lời rất là đơn giản là tùy vào cái dạng đau của quý vị. Thông dụng, nếu như quý vị đau nhức đầu, đau ở những cái vùng ở phía trên chẳng hạn, quý vị có thể uống Tylenol acetaminophen vào. Nhưng quý vị nhớ là cái giới hạn tối đa là 4 gram một ngày. Thành ra một viên Tylenol hay là acetaminophen là 500 mg. Thành ra một ngày quý vị uống được 8 viên thôi. Quý vị đừng có uống nhiều hơn 8 viên. Quý vị nào có bệnh về gan thì quý vị phải nên hỏi ý kiến của dược sĩ hay bác sĩ trước khi sử dụng. Tại vì acetaminophen có thể tác dụng phụ là khiến cho gan của chúng ta bị nặng hơn,
Nhưng mà đối với người bình thường thì không sao hết. Còn khi nào chúng ta uống Motrin hay là Aleve hay là Ibuprofen thì khi nào chúng ta bị đau nhức, đau mà có vẻ như là nhức trong đó. Tôi nói ví dụ như là anh đi chạy bộ đi, anh bị trượt khớp tí xíu, bong gân chút xíu, anh thấy nó đau mà nó nhức mà chỗ đó nó sưng nữa, nó vừa nhức và nó vừa sưng, thì quý vị nên uống Motrin hoặc là Aleve, tại vì cái đó là nó gọi là kháng viêm mà không có steroid. Thì ngoài cái tác dụng mà giảm đau ra, những cái viên thuốc này còn có các tác dụng là giảm viêm nữa. Thành ra anh uống vô anh thấy nó đỡ hơn đúng không? Cái tác dụng là khi mà anh uống vào anh thấy từ từ nó giảm sưng hơn. Anh uống Tylenol vào anh có thể giảm đau thôi, nhưng mà cái giảm viêm với giảm sưng là nó sẽ không có giảm nhiều giống như là anh uống ibuprofen. Thành quý vị nhớ nha, nhức đầu, nếu mà nhức đầu mà không có những cái triệu chứng khác mà thông thường nhức đầu thông dụng, quý vị có thể uống Tylenol hay là acetaminophen. Còn nhức mà có mỏi, nhức sưng, nhức đau và nhức ở những cái vùng chi, tai hoặc là phụ nữ khi tới chu kỳ kinh nguyệt họ bị cramp, giống như họ bị co bóp, thì họ có thể uống ibuprofen hoặc là Aleve để giảm đau. Thì một điểm nữa tin mừng là hai cái loại thuốc này ngày hôm nay quý vị có thể mua ở Walmart hay là những cái chỗ khác mà giá rất là rẻ. Vùng Michigan hay là những vùng Midwest thì tôi biết là giá chỉ có 88 cent một hộp thôi anh. Mà thuốc tác dụng y như là của Walgreens, giống hệt như là của CVS. Và CVS với Walgreens là bán với anh khoảng chừng 5 đồng 99 hay là 6 đồng một hộp. Giống hệt như vậy, công thức cũng không có gì khác hết. Và ở ngay tại quận Cam của mình đây thì quý vị có thể mua ở chợ 99 cent. Tôi thấy là chợ 99 cent cũng có bán giống hệt như vậy, chỉ có 1 đồng thôi. Và tại vì tất cả những thuốc này nếu mà quý vị thấy nó sản xuất tại Mỹ thì quý vị có thể an tâm một tí xíu về chất lượng. Như vậy là ngay cả đối với lại phía góc độ bệnh nhân thì cũng cố gắng chữa trị đau bằng những nhiều cách khác trước khi sử dụng tới các loại thuốc giảm đau. Và nói thêm một tí xíu nữa là ăn uống nè, ăn uống nó có ảnh hưởng rất là quan trọng tới đau. Tại vì khi chúng ta đau, quý vị biết không, chúng ta tiêu tốn rất là nhiều năng lượng. Quý vị nào thấy mà những ai mà bị đau kinh niên á, cái mặt của họ giống như da mặt của họ nhăn đi, họ giống như anh cũng thấy rồi, lúc nào cũng nhăn nhó, lúc nào cũng gì. Tại vì khi đau á, họ cần phải có dinh dưỡng. Mà những người đau nếu mà hoặc là họ không đủ dinh dưỡng để mà chiến đấu với cái đau đó thì lại họ lại phải lấy dinh dưỡng từ những chỗ khác, và nó sẽ làm cho người đó bị nặng thêm. Thành ra cái cách chữa đau ngày hôm nay là một cách chữa đau toàn diện, trong đó bệnh nhân và bác sĩ làm việc chung với nhau. Là chúng tôi khuyến khích bệnh nhân là tập vật lý trị liệu, tập therapy, tập bơi, tập bất kỳ cái gì, thậm chí ví dụ chiropractor hay là bất kỳ cái gì nào mà nó work thì tôi đồng ý. Và bằng cách đó ăn uống, giảm cân, tập thể dục và sống trong một cái môi trường mà cùng mọi người cùng hỗ trợ nhau, đó là cách tốt nhất. Chứ không phải chỉ việc mà mỗi tháng cứ ra cứ uống oxycodone hoài, tôi nghĩ là cái đó không phải là cái giải pháp. Đó là câu chuyện về bệnh đau với bác sĩ Nguyễn Huỳnh Trần. Quay trở lại cái nhân vật đầu tiên chúng ta bắt đầu nói, đó là ông Quang Văn Trường. Ổng bị đau chẳng những không nhăn mặt mà là mặt ổng theo y khoa còn cho biết rằng là cho theo lịch sử thì còn cho biết rằng mặt ổng là rất là đỏ. Như vậy thì nó có liên quan tới bệnh đau hay là nó là một cái bệnh khác làm cho mặt ông Quang Văn Trường bị đỏ thưa bác sĩ? Thật ra đây là một cái chủ đề mà có lẽ nói ra là quý vị sẽ cười lắm, tại vì tôi là hay bệnh nghề nghiệp. Tôi hay nhìn những nhân vật lịch sử và tôi hay chẩn đoán bệnh họ có bệnh gì vậy không. Anh Lân biết không, trong y văn á, có một cái bệnh gọi là đa hồng cầu. Thì đối với những người bệnh này lúc nào mặt họ cũng đỏ hết. Nhưng mà khổ một cái là những người bệnh đa hồng cầu á, thì sức khỏe của họ yếu lắm. Họ không có thể nào mà qua năm ải chém sáu tướng giống như là Quang Văn Trường được. Họ cũng không có cao 2 mét. Tại vì trong mô tả hồi xưa là Quang Văn Trường rất là bự con và rất là lớn, và sức khỏe của ngài là cực kỳ rất là mạnh. Thì tôi không biết là có sự liên quan gì giữa cái việc mặt đỏ với đau hay không. Nhưng mà tôi chỉ nghĩ là ở một góc độ nhìn trong cái giới hạn thông tin của mình thì tôi nghĩ là ở thời điểm đó Quang Văn Trường, nếu thật sự cái câu chuyện này là có thật, nhiều khi trong tâm quốc chí có những cái gọi là hư cấu nữa, nếu thật sự câu chuyện này có thật thì Quang Văn Trường có thể nói là một trong những người đã có thể chuyển được cái vị trí đau hoặc là cái cảm nhận đau của ngài ở một cái vùng khác mà họ để ngài có thể tập trung với đánh cờ và tạm thời quên đi. Và con mặt đỏ không liên quan gì tới cái bệnh đau cả. Cũng có thể là nếu mà nói về các nhân vật trong lịch sử thì còn một nhân vật khác nữa, không mặt không đỏ nhưng mặt đen. Đó là ông Bao Công. Thì bác sĩ chẩn bệnh cho ông Bao Công như thế nào?
Cái này thì cũng thú vị lắm anh, tại vì mặt đen nó có nhiều lý do, nhưng mà anh phải hiểu là thứ nhất là cái nguồn gốc của sắc dân đó. Tôi đoán là Bao Công là chắc không phải là người gốc châu Phi, thành ra là người gốc châu Á mà mặt đen, thì có thể là một số rối loạn về hắc tố da, hoặc là cái sắc tố da của ngài nó đang bình thường. Thì sâu xa hơn thì một số bệnh có thể làm cho da của mình sạm đi hoặc là đen. Nhưng mà đen tới cái mức mà có một cái mặt trăng ở trên đây thì thật sự tôi cũng bó tay, tôi không biết có cái bệnh nào mà giữa mặt đen mà nó nổi lên cái vùng trắng gì, thì chính tôi cũng không biết nữa, nhưng mà tôi nghĩ là có thể một tí xíu bệnh về hắc tố da mà dẫn tới cái bệnh của ngài khiến cái mặt của Bao Công của ngài hơi đen. Hoặc là cái đó không thể giải thích bằng y khoa mà có thể phải chuyển sang cái tướng số học. Còn một nhân vật nữa không thể không hỏi trong ngày hôm nay, đó là ông Tề Thiên Đại Thánh. Lúc nào ông ấy cũng gãi hết á, tức là cái đó là cho thấy có bệnh gì thưa bác sĩ? Thật sự nói về ngứa thú vị lắm, có lẽ chúng ta sẽ nói về ngứa trong một cái chủ đề khác hơn, nhưng mà nói là Tề Thiên Đại Thánh thì tôi đoán là cái mast cell là cái tế bào thường khi mà chúng ta bị dị ứng á, có một cái tế bào rất quan trọng đó là mast cell, nó sẽ sản sinh ra những cái giống như là những cái kháng thể để mà diệt những cái chất từ bên ngoài vào. Thì tôi nghĩ là có lẽ nhân vật Tề Thiên Đại Thánh của chúng ta có lẽ cái tế bào mast cell của ngài hơi nhiều hơn bình thường, thành ra lúc nào ngài cũng ngứa hết, thành ra ngài cũng gãi hết. Hay là tại vì ông ấy là gốc khỉ cho nên là có nhiều lông thì có nhiều con rận ở trong đó mà ngứa mà gãi. Cái này là có thể là lý do dễ giải thích hơn, tại vì đúng rồi, rận là nó nguyên nhân dễ nhất mà người ta gãi. Chúng ta sẽ chuyển sang cái đề tài ngứa với ngài Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không vào những kỳ tới. Xin cảm ơn bác sĩ cho chủ đề đau ngày hôm nay và chúng ta sẽ gặp lại trong những lần tới, thưa bác sĩ. Xin cảm ơn anh Lâm Vũ và xin cảm ơn quý khán thính giả của Phố Bò Sạch TV.